Lần lượt thuộc những tin quan trọng. Hồi 23 giờ đêm qua, 13 tháng 6, 73, Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Lưu Diên đã đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ký kết tại Bali với các phái bên kia một thông cáo chung gồm 14 điều nhằm buộc phía Cộng sản tôn trọng nghiêm chỉnh và thi hành triệt để những điều khoản ghi trong Hiệp định Bali ngày 27 tháng Giêng 73 và các nghị định thư liên hệ. Bắt cóc mang đi. Sau đây là phần tin chi tiết.